Ui xời, không thèm bóp ống. Ui vãi đã. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Minh Sơn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là hai chiếc máy bơm hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Chiếc bên phải quý vị và các bạn đây là chiếc Robin AE08 và chiếc bên trái quý vị và các bạn đây là chiếc Mitsubishi GT240 hay chiếc Mitsubishi GM82 thì tùy theo quý vị và các bạn có thể cân nhắc và lựa chọn thôi. Mitsubishi GT240, GT241, GM82 thì bản chất nó cũng như nhau thôi, nó không có gì khác cả. Nó chỉ khác nhau một chút về thiết kế, ví dụ bình xăng này của con GT thì nó bằng sắt, còn GM thì bình xăng của nó bằng nhựa hay gọi là mũ, áo mũ. Đấy thì tùy các bạn thôi. AE08 khác với Mitsubishi thì các bạn có thể thấy được. Chiếc AE08 thì chỉ có 2.0 HP thôi, còn chiếc Mitsubishi thì 2.4 HP. Và chiếc Mitsubishi này là máy nằm các bạn nhá. Các bạn lưu ý này, Mitsubishi máy nằm. Còn AE08 máy đứng. Rồi, ok. Các bạn có thể thấy được cái tình trạng của hai chiếc máy này thì chúng tôi đã chuyển lên CN76 rồi. Do đó thì cực kỳ phù hợp với các bác nào mà muốn chạy theo kiểu bơm tưới bơm tát ruộng ấy thì các bạn sử dụng chiếc máy này thì khá là ok. Thứ nhất là nó đảm bảo cho quý vị các bạn là cái trọng lượng của nó, kích thước của nó rất là nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, các bạn dễ dàng di chuyển một cách rất là đơn giản. Có thể mang ra đồng, tát xong thì mang về rất là đơn giản thôi. Hai chiếc thì rất là ok luôn, đều là lên CN76 hết rồi. Nguyên bản sên zin là những cái sên hút sâu để xa chân không. Còn những cái sên này là chúng tôi đã chuyển CN76 để cho cái lưu lượng nước nó nhiều hơn. Về cái Robin AE08 thì chúng ta không cần phải nói nhiều quá rồi. Các bạn có thể thấy được model của nó là AE08D. Lốc con này thì cực kỳ đẹp luôn, gần như mới luôn, gần như mới. Quá là xuất sắc luôn. Đấy, chụp giật thì các bạn có thể thấy được này. Ok, đế bình xăng nhựa thì cũng có cái hay của bình xăng nhựa là khi các bạn để lâu trong một cái thời gian dài ấy thì cái bình xăng này nó sẽ không bị thối hoặc là nó không bị như kiểu là ăn dỉ cái bình xăng. Tất nhiên rồi thì cái độ cứng của nó sẽ không bằng bình xăng sắt được. Còn bình xăng sắt thì nó sẽ có cái hay là cái độ cứng, độ bền của nó ok hơn. Hoặc là nếu các bạn biết bảo trì, bảo dưỡng, dùng xong đổ xăng ra, xả hết xăng thì nó cũng rất là bền. Ok, nói chung là mỗi cái nó sẽ có một cái ưu điểm, một cái nhược điểm hết. Về cái GT240 thì các bạn có thể thấy được là chữ Mitsubishi này. Thương hiệu này thì quá ok rồi. Chế hòa khí Mikuni, lốc rất đẹp, gần như mới, hai chân đế sắt, nói chung là hoàn hảo. Chiếc này thì chúng tôi cũng đã lên sên Thiên Long 76. Thì với cái sên này thì nó sẽ không thiên về, các bạn lưu ý nha, nó sẽ không thiên về hút sâu để xa, mà nó chỉ thiên về việc các bạn sử dụng để bơm lưu lượng. Đó, các bạn lưu ý một điều như vậy. Ở trên lốc này các bạn có thể thấy được ở giữa này nó có dập chữ này, rồi là có logo của Mitsubishi này. Các bạn thấy không? Rất rõ, chúng tôi cũng rất khó để luồn. Đây các bạn có thể nhìn này, đó, rất là rõ. Rồi, GT240 rất đẹp, tuyệt vời. Là một cái lựa chọn rất ok nếu mà đối với quý vị các bạn nếu mà có nhu cầu để sử dụng. Đây là hai chiếc máy rất là mới, rất là đẹp. Hàng Nhật bãi đã có sử dụng các bạn nhá. Đó, rồi sau đây chúng tôi sẽ test thử để các bạn có thể thấy được cái khả năng máy vận hành như nào. Bơm được lưu lượng nước nhiều không? Chiếc này chạy như tôi nhớ không nhầm thì rơi vào tầm 25 đến 30 khối một giờ ấy. Rồi, chúng tôi sẽ test thử với cái phi nước này. Phi nước này của chúng tôi có mấy chục lít thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ test thử luôn cho bạn xem. Hút thì siêu nhanh. Lưu lượng mà chúng ta đã chuyển từ giữ nguyên động cơ. Rất êm. Các bạn thông cảm nhé, bởi vì là chúng tôi vừa dọn vệ sinh xong, do đó vẫn phải có một cái màn test thử nhẹ nhàng trước khi là lắp ống. Đây các bạn có thể thấy chúng tôi đang sử dụng ống 76 Tiền Phong. Đó. Các bạn lưu ý nhá, vẫn phải mồi phát đầu tiên nhá. Rồi,
Tôi sẽ đứng xa ra một chút, từ từ đã. Thôi. Ui xời. Không tiền bóp ống. Ui vãi đạn. Hết nước. Hết nước rồi các bạn ạ. Các bạn đếm chỉ có mấy giây thôi. Toang luôn, hết sạch nước. Ok, đấy, các bạn có thể thấy được lưu lượng nó rút rất là nhanh. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký, subscribe kênh nha. Bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.